Ancato xây nhà cùng bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Ancato xây nhà cùng bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn hình ảnh thực tế một ngôi nhà cấp 4 mái Thái, hệ 3 mái, diện tích 100m². Ngôi nhà là tâm huyết của chú chủ nhà. Sau một thời gian dài làm ở xa, chú có tâm sự rằng chú muốn về quê ở cùng con cháu. Nên chú đã dành phần tiền dành dụm của mình làm được để xây nên căn nhà này. Đây là khu vực hiên, thềm nhà 5 bậc được lát đá xẻ, ở giữa lát đá màu đỏ. Phần cột, hai bên cột được làm vuông vức chắc chắn. Cửa gỗ lim Nam Phi làm tinh tế tỉ mỉ. Tôi sẽ view gần lại cái chi tiết cột này cho các bạn xem. Cột được đắp những cái họa tiết đơn giản nhưng mà vẫn đem lại cái phần khỏe khoắn cho ngôi nhà. Trong thiết kế hiện nay rất nhiều ngôi nhà sử dụng cột vuông này. Họa tiết hoa văn đắp mái vòm tạo cho ngôi nhà sự mềm mại thanh thoát. Đây là phần cửa đại của ngôi nhà. Cửa được làm tỉ mỉ cẩn thận. Với những chi tiết đục đẽo sang trọng. Khi bước qua cánh cửa này sẽ là khu vực phòng khách. Phần dưới nền nhà lát đá trắng loại đá bản to hộp 60x60, hộp 4 viên. Phòng khách và phòng thờ được kết hợp cùng với nhau. Giống như mọi căn nhà truyền thống của người Việt Nam. Trần nhà được đắp chỉ đơn giản, sơn màu xanh lá cây, tạo độ mát cho không gian ngôi nhà. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng lại cái bộ cửa to bản đẹp lần nữa. Phần phía bên tay phải phòng khách sẽ là phòng ngủ số 1. Đây là hình ảnh của ngôi nhà từ bên trong nhìn ra ngoài. Phần cửa được đầu tư tỉ mỉ cẩn thận. Ngôi nhà có công năng là 3 phòng ngủ, một phòng khách và phòng thờ. Công trình phụ thì được chú chủ nhà đẩy ra phía đằng sau. Đây là phòng ngủ số 1 của con trai lớn của chú. Phòng này có công năng sử dụng là 18m². Cửa sổ lớn nhìn ra phía bên ngoài cổng. Phần phía bên trong nhà thì cửa được lắp hệ nhôm kính sinh pha. Đơn giá 1.250.000 đồng một mét. Tiến lên trên một chút sẽ là phòng ngủ số 2. Phòng này cũng có diện tích tương tự. Tường nhà được sơn bạc rất chi là mịn bóng cẩn thận. Đây là phía hành lang nơi nhà chú giải chiếu ngồi ăn cơm. Lối này là cửa đi xuống ra ngoài ra công trình phụ. Đây là phòng ngủ số 3.
Phòng ngủ số 3 cũng được thiết kế đơn giản với khung cửa sổ làm bằng inox, nhìn ra bên ngoài phía nhà con của cô chú. Mời các bạn cùng lui lại gần. Tôi sẽ tiến dần về phía phòng khách để các bạn có thể tìm hiểu hết công năng của ngôi nhà. Đây là ngôi nhà mà chủ nhà đã dành hết tâm huyết sau một thời gian dài đi làm ở xa. Chú đã dành dụm những cái phần tiền tiết kiệm được của mình cùng với lại cô và các con xây đắp lên căn nhà này. Bây giờ tôi sẽ lùi gần ra phía ngoài để các bạn có thể chiêm ngưỡng tổng quan căn nhà lại thêm một lần nữa. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhớ like và chia sẻ với mọi người để tìm hiểu thêm nhiều mẫu nhà đẹp. Trong quá trình muốn xây căn nhà mới của mình thì các bạn có thể vào website 1001mẫunhadep.com hoặc liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại được ghi trên màn hình 0379 755 635. Ankator rất hân hạnh được phục vụ các bạn. Đây là phần tổng quan của ngôi nhà. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.